Lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi diêm phù sanh, tâm động niệm không chỉ là chẳng phải tội, nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành phần nhiều, thối thoát tâm tốt ban đầu, còn hạt khi gặp duyên sự bạo ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn. Những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần, càng cũng đúng thêm lần, trong đập lún sâu. Những người đó hãy gặp hàng thiện tri thức, đội dùm đá bớt cho, hoặc là đội dùm hết thảy. Vì hạng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại dìu đỡ người ấy, khuyên can làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu khi ra khỏi vùng lại đến chỗ đất bình phẳng rồi, thời cần phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh quen theo thế ác bắt đầu từ mày muốn, rồi lần đến nhiều vô lượng. Đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành ấy sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc treo phân lọc và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bích chư Phật, làm cho một danh hiệu hiểu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là ở nơi bổn thức nghe biết. Cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo suy tính đến quả báo, thời đã lẽ người đó phải bị đoạn ra ác đạo, xong nhờ thân quý của người đó mà tu nhân như thánh đạo. Cho nên các điều tội ác của người đó thảy đều tiêu sạch. Như sau khi người đó đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó khỏi hạn chốn ác đạo, được sanh lên khỏi trời trong loài người, hướng lấy nhiều sự rất vui sướng. Mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Vì lẽ trên đó nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng, tám bộ chúng người với phi nhân vân vân, và có lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi diêm phù đề ngày lâm chung. Kẻ thân thuộc phải cẩn thận chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tới lỡ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến lợi tới đó không có một mệnh muốn chi lợi ích cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đựng phần thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời của người, nhưng bị vì lúc lâm chung hàng thân thuộc gây tạo nghiệp nhân không lành, cũng làm cho người chết đó mất lấy ương lụy, phải đối biệt chậm sanh vào chốn lành. Cũng như là người kia chết lúc sanh việc chưa từng làm được chút phước lành, việc theo ác nghiệp của họ gây tạo một tự phải bị sa đọa vào ác đạo, hàng thân thuộc nỡ nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng quý như thế, có người từ xứ xa đến tuyệt lương thực đã 3 ngày, đồ vật của người đã mang vác nặng hơn 100 cân, cũng gặp kẻ lân cận lại gửi một ít đồ vật nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng phải cúng bụng thêm. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sanh trong cõi diêm phù đề ở nơi trong giáo pháp của Phật, nếu có thể làm việc phúc lành cho đến chực bằng sợi lông giọt nước, bằng một hộp cát, một mẩy bụi nhỏ, thời tất cả chúng sanh đó đều được làm được việc này cả. Hai trưởng giả bạch hỏi, khi ngài Địa Tạng nói lời như thế xong, trong pháp hội của một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiện thân trưởng giả đã hóa độ chúng sanh trong 10 phương. Ông chắp tay cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu các công đức, cho đến thiết trai cúng dường làm những phước lành, thời người chết đó có đặt lợi ích lớn cùng bạn giải thoát chăng? 3 kẻ còn người mất đều được lợi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại này cùng thời vị lai sâu nương nơi thần của Đức Phật mà nói lược về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sanh này hiện tại hay vị lai lúc sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát hay danh hiệu của một Bích Chư Phật,
thời không luận mà có tội cùng không tội đều được giải thoát cả. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành lại gây lấy những tội ác. Sau khi người mạng chung hàng thân quyến, kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lợi làm tất cả việc về thánh đạo, thời trong bảy phần công đức người chết nhờ được một phần. Còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì có trên đây nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành thời đặng tưởng trọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay phước, trong 49 ngày như ngay như điếc hoặc ở các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Khi thẩm định xong thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo, trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao đó thời đã nghìn muôn sầu khổ cuốn là phải bị gọi vào các khác đạo. Thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hạt cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho. Qua khỏi 49 ngày thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Người chết đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trong 100.000 năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm nhân tội vô gián thời phải đọa vào đại địa ngục chịu mãi những sự đau khổ 100.000 muôn kiếp. Lại vài nữa này ông trưởng giả, sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung hàng cốt nhục thân quyến có làm chay để giúp thêm phước lành cho người chết đó, thời khi sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc đương làm chớ có đem nước gạo lá rau vân vân đổ vãi ra nơi đất cho đến các tứ đồ ăn chưa dân cúng Phật cùng tăng thời chẳng được ăn trước. Nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng thời người chết đó tròn không được mảy phước nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dân cúng cho Phật cùng tăng thời trong bảy phần công đức người chết hưởng được một phần. Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi diêm phù sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường chí tâm cầu khẩn thời những người như thế kẻ còn lẫn người mất đều đành lợi ích cả. Lúc ngài Địa Tạng nói lời này tại cung trời Đa Lợi có số nghìn muôn ức na do tha quỷ thần cõi diêm phù đời đều phát tâm bồ đề vô lượng. Ông trưởng giả đại biện vui mừng vâng lời dạy làm nổi mà lưu ra. Sammo di soha.